Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman đây. Ok, ngày hôm nay mình sẽ chơi Minecraft, nhưng ở cái thế giới Minecraft này rất là kỳ lạ. Đó là cứ 60 giây thì lava sẽ tăng lên từ từ các bạn à. À sao? Là các bạn đang sinh tồn đúng không? Thì ở dưới lòng đất nó sẽ tạo ra lava, và cứ 60 giây lava nó sẽ tăng lên từ từ. Và nếu các bạn không tìm cách thoát được khỏi cái thế giới này thì các bạn sẽ bị lava nó cuốn đi. Tại vì á, một thời gian ngắn thôi lava nó sẽ lên tới mặt đất, và lúc đó các bạn chạy đường nào, không có đường nào các bạn chạy được hết. Đó là cái thử thách ngày hôm nay mà các bạn đã dành cho mình. Ok, trước khi bắt đầu video thì các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ của mình, sẽ bằng cao bao nhiêu cao nếu các bạn là fan nhân chính muốn hộ mình nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách khó khăn này luôn các bạn ơi. Let's go. Ok, thử thách của chúng ta đã bắt đầu rồi các bạn. Mình mà không nhanh là lava nó cuốn mình đi luôn. Trời ơi, cái chỗ này nó bị bể rồi các bạn ơi. Sao mà bể nhanh vậy? Ok, đầu tiên á là mình sẽ cần phải có thức ăn các bạn. Nếu mà lava nó lên tới mặt đất rồi á thì sẽ không còn gì tồn tại được đâu, cho nên là mình cần phải có thức ăn. Rồi bây giờ á, mình may mắn là mình đã được sinh ra tại một ngôi làng các bạn à. Và trong ngôi làng này, ui, ngôi làng này làng zombie các bạn. Thôi bây giờ á, mình sẽ không quan tâm tới ngôi làng này. Tại vì sao? Tại vì á, mình nếu mà mình cứ lòng vòng trong ngôi làng này thì tí nữa mình sẽ không ổn đâu các bạn. Mình cần phải thu hoạch mấy cái này trước đã. Đó, thu hoạch đó các bạn ơi. Rồi ok, lên lẹ. Rồi sau đó là mình sẽ đi chặt cây. Cây là rất là quan trọng đối với chúng ta nha các bạn. Gỗ là quan trọng nhất ở trong cái Minecraft này. Mình sẽ cố gắng lấy thật là nhiều gỗ để làm gì? Để tí nữa gỗ là phương án cuối cùng để mình thoát khỏi cái thế giới này, khỏi bị lava cuốn đi nha các bạn. Rồi ok, mình đang cố gắng chặt cây nè, chặt cây thật là nhiều để có tí nữa thoát ra khỏi chỗ này. Rồi ok, bây giờ á mình sẽ nhanh lên các bạn à. Mình không thể nào mà để lâu được. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cây gậy, một cái bàn chế tạo, rồi sau đó mình sẽ làm một cây rìu. Come on, nhanh lên nào, một cây rìu. Rồi ok, cần thêm một cái cây cúp nữa đi. Rồi ok, bây giờ nhanh lên. Mình sẽ tìm ra được một vài nguyên liệu mình cần thiết, rồi sau đó mình sẽ đi gọi là vô ngôi làng này coi có những gì để mình lấy hay không. Tại vì nếu mà mình may mắn á, mình sẽ tìm ra được những cái cúp sắt hay gì đó. Ok, và tí nữa mình sẽ nói cho các bạn biết là kế hoạch của mình làm sao để thoát khỏi cái thế giới này nha. Rồi ok, nhưng mà cái đó là kế hoạch thôi, còn thành công hay không á thì mình không biết. Ok, tại vì mình đâu có biết được là mình có thành công hay không đâu, tại vì cái mình chỉ tính trước thôi mà các bạn. Rồi ok, nhanh. Chặt cây là điều rất quan trọng. Chúng ta cần phải có gỗ thì chúng ta mới sinh tồn được trong cái thế giới này nha các bạn. Rồi ok, không biết là gỗ mình nhiều chưa ta. Gỗ mình chắc cũng nhiều rồi các bạn ơi, nhưng mà nhiều như vậy cũng chưa đủ đâu. Oh my god, cái gỗ này, lấy gỗ này luôn. Right, bây giờ á là những mọi người xung quanh đều không biết chuyện gì đang xảy ra hết các bạn, không biết một cái gì đang xảy ra luôn, chỉ có một mình biết thôi. Ây da, mình gặp ngay cái ngôi làng nghèo rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ ui, đây có cái rương nè, mong là có đồ. Trời ơi, toàn cái gì đó không, trời, cái này mình không cần. Ok, mình có một cái la bàn rồi các bạn, nhưng mà bây giờ á mình không cần mấy cái này, mình nói thiệt luôn á, mình chỉ cần có ui, zombie kia. Quay, thôi bây giờ á mình sẽ đào xuống để làm gì. Mình sẽ cố gắng đào thiệt là nhanh để mình gọi là lấy được đá các bạn, lấy được đá cái đã. Ok, mình không biết là mình đào xuống mình có gặp lava không nữa. Nếu mà giờ mình gặp lava là mình cũng phải quỳ lại luôn á. Ok, kế hoạch của mình chắc không thành công rồi các bạn ơi, tại vì á mình không được may mắn cho lắm, mình không có tìm được những cái nguyên liệu chẳng hạn như là than hoặc là sắt, mình phải tìm ra được những cái đó rồi thì mình mới may mắn được. Ok, nhưng mà bây giờ á theo mình nghĩ là cái phương án của mình bây giờ không biết sao nữa. Kệ anh ơi, cứ làm trước đi các bạn, cứ làm trước đi rồi tính sau. Rồi ok, nhanh, đào xuống. Ok, đào xuống mà gặp lava là coi như xong đời rồi các bạn ơi. Oh my god. Oh, what hết hồn. Wait, đây. Ok, lava nó đang lên các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm một cái gậy, mình sẽ làm một cái cúp bằng đá. Mình đào sắt trước cái đã các bạn. Ok, đào sắt. Ui các bạn ơi, ở khúc này không phải là lava nó lên mà hình như là ở dưới này là cái hố lava các bạn ơi. May quá, nó chưa lên các bạn ơi. Yeah, mình có đá rồi, nhưng mà mình chưa có than. Oh my god. Ui, không có than rồi. Cái khu này mình bỏ đi bạn ơi, cái khu này bỏ đi. Mình sai rồi. Ok, mình sẽ lấy một ít đá để làm gì, để lát nữa mình lên kia. Ok, lava nó chưa lên tới đâu, đây đâu nha các bạn. Ở đây chỉ là một cái hố lava thôi. Trời ơi, làm mình hết hồn. Mình tưởng là chưa cái gì hết, lava nó lên tới rồi sao mà mình gọi là sinh tồn kịp. Rồi ok, mình đang cố gắng kiếm than, nhưng mà các bạn thấy mình rất là gọi là không được may mắn cho lắm trong cái thử thách lần này. Ok, than tìm không ra, phải có than đồ thì mình mới nung được chứ. Ok, chẳng lẽ mình lấy gỗ luôn ta? Chắc là mình sẽ lấy gỗ luôn các bạn ơi. Oh my god, nhanh, để xem coi. Ui, không có than rồi. Oh, nhanh, bây giờ mình sẽ thử thách lại các bạn à. Ok, rồi nãy là lava nó lên tới gần tới rồi các bạn ơi, cho nên là thôi mình sẽ không có gọi là thử thách ở cái thế giới đó nữa, mình sẽ thử thách lại. Ok, mới lần đầu tiên mà mình đã fail rồi, thật sự rất là khó nha các bạn. Không dễ một tí nào, lava mà đã lên tới rồi á thì như là không ai cứu được các bạn đâu. Rồi bây nhanh nè, bây giờ là làm nhanh nè, đổi ra nè. Rồi ok, làm một cái bàn chế tạo nè, làm một cái này. Rồi ok, bây giờ làm trước tiên là làm một cái cúp.
rồi một cái rìu đấy, rồi mình sẽ đổi ra thêm mấy cây này nữa. Bây giờ mình không quan tâm tới đồ ăn nữa nha các bạn, mình không quan tâm đến đồ ăn nữa mà mình chỉ quan tâm tới những cái nguyên liệu thôi. Ở khoan từ từ, hồi nãy mình mới chạy đây nè, mình thấy có cái hang đây nè. Rồi ok, mong là sẽ ui cái hang này là cái hang cục các bạn ơi, cái hang này là hang lừa chúng ta. Rồi ok, chúng ta sẽ đào đi, chúng ta sẽ cố gắng đào các bạn ơi. Hồi nãy mình không ngờ lava nó lên nhanh đến như vậy luôn á. Rồi come on, các bạn có thể thấy đó, cứ 60 giây là lava nó sẽ lên, mà nó lên không phải là một block đâu các bạn, nó lên là rất là nhiều block luôn, cho nên là các bạn sẽ thấy là lava lên rất là lẹ. Rồi nhanh, mình sẽ lát mình tí nữa mình sẽ đi thêm chặt cây nữa bạn ơi, mình sẽ đào xuống đây để mình tìm nguyên liệu, rồi sau đó mình sẽ chặt cây. Oh my god, các bạn biết là ý định của mình là cái gì không? Là mình định làm một cái cánh cổng địa ngục sau khi mà lava nó lên tới, rồi đó mình sẽ làm một cánh cổng địa ngục, rồi sau đó mình sẽ qua thế giới địa ngục là mình thoát được khỏi cái lava đó rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ theo mình nghĩ là nó khó quá các bạn. Tại vì muốn xuống địa ngục á thì cái việc đầu tiên là mình cần phải mình có một cái cách này nhưng mà hình như là mình không có làm được. Đầu tiên là mình cần phải có sắt và lava. Ok, bây giờ để mình xem coi mà mình có làm được hay không. Mình không biết nữa nha các bạn. Ok. Oh my god, cái gì mà nhanh vậy? Oh my god. Rồi xong rồi các bạn ơi, tèo rồi. Trời ơi, cái gì mà lava nó lẹ vậy ta? Rõ ràng mà nó nhanh đó các bạn, mình mới vô mà, mình chưa có làm. Mà lava nó đã có rồi, thôi bây giờ nếu mà lava nó như vậy á thì bây giờ mình sẽ lấy chặt cây là cái phương án mà mình đang rất là cần luôn. Chặt thật là nhiều gỗ cho mình. Các bạn cứ vô mà gặp như vậy các bạn hãy chặt thật là nhiều gỗ cho mình. Mình dám chắc với các bạn luôn, chặt nhiều gỗ cho mình. Không có sao đâu các bạn, yên tâm đi. Ok, tại vì 60 giây là 1 phút các bạn, mà cứ 1 phút là nó sẽ nâng lên một tầng. Không phải một tầng mà rất là nhiều tầng chứ lộn. Ok, bây giờ là tìm không được cái kia rồi, tìm không được rồi các bạn ơi. Mình định là tìm sắt để mình làm cái xô nước á, rồi sau đó mình lấy cái xô lava mình đổ lên, nó sẽ tạo ra obsidian. Cái cách đó là nói chung là chỉ văn bro nó mới biết làm thôi, mình thì mình văn cùi bắp. Không biết làm. Ủa cái gì vậy? Gỗ gì mình đập cái? Ơ, cái gì vậy? Lần đầu tiên mình biết luôn các bạn. Gỗ mình đập vô một cái tự nhiên nó trở thành cái gỗ đá bào. Nhưng mà gỗ đá bào mình đâu cần đâu, mình chỉ cần gỗ mà chưa bào thôi, tại vì nó sẽ đổi ra gỗ bào đá bào rất là nhiều. Rồi ok, bây giờ ôi khoan từ từ. Có cái hang đây nè các bạn ơi. Mình sẽ mong ok, cá ơi cá. Tao cần sinh tồn cá ơi. Tao cần sinh tồn. Ok, kệ tụi nó đi, mình không quan tâm tới nó nữa. Lần này nói chung là thử thách khó quá các bạn ơi, khó thật cực kỳ luôn á. Cho nên là mình mong là mình sẽ có sắt ở đây. Oh my god, chưa thấy có sắt ở đâu mà thấy có zombie rồi. Ơi mày thấy có con nhện rồi. Oh my god, Reaper trước mặt kìa. Oh my god, quay lại. Ai, chạy. À, trên kia có thang kìa các bạn. Nhanh. Trên kia có thang. Ở đây có mấy con sói nè. Oh my god. Nhưng mà có thang bây giờ mình không biết là có quan trọng hay không nữa kìa. Quan trọng là sắt. Mong là có thang là có sắt luôn. Come on please. Làm ơn cho nhiều sắt tí. Rồi ok, cái này nó đào lâu quá các bạn. Mình sẽ đổi ra mình làm một cái cúp bằng đá, đào cho nó lẹ. Chứ cái cúp bằng sắt này, cái cúp bằng gỗ này đào lâu lắm. Đào cực kỳ lâu luôn các bạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đào đấy, nhanh hơn rồi thấy không? Rồi ok, lụm lại các bạn chế tạo. Rồi, than thì nhiều rồi đó. Bây giờ than là thấy có rồi đó, nhưng mà cần có sắt. Sắt ơi, là ở đâu đây? Bây giờ, đúng rồi, mình sẽ đào vô đây. Biết đâu được mình sẽ tìm sắt ở dưới đây thì sao? Biết đâu được sẽ có sắt thì sao? Trời ơi các bạn ơi, thật sự cái này nếu mà bạn nào mà bro á, mình cũng dám chắc các bạn sẽ thua ngay lập tức. Thua liền, các bạn không thể nào mà qua được cái thế giới gì đâu. Bro thì cỡ nào cũng vậy thôi. Tại vì cái này á, bro là một chuyện, còn các bạn may mắn hay không là một chuyện khác nữa nha. Các bạn phải có thêm may mắn nữa thì các bạn mới mong ra, mới tìm được nguyên liệu nhanh và các bạn có thể xuống địa ngục dễ. Còn nếu mà các bạn giống như mình quá nhỏ thì làm sao mà tìm được. Ôi trời ơi, đào không có rồi các bạn ơi. Lava nó chưa lên đâu các bạn ơi, mình đang ở trên cao cho nên là mình cũng chưa có sợ lava cho lắm. Rồi để mình làm một cái đuốc. Mình làm đuốc cho cái cắm lên cho các bạn thấy cho dễ nha. Rồi ok, cắm đuốc lên. Ok, các bạn sẽ cảm giác, các bạn có thể các bạn thấy là ui có gì đâu mà khó, nãy giờ có bị làm sao đâu. Chưa đâu, tí nữa các bạn sẽ cảm giác được khi mà lava nó đã dâng lên cao và nó tăng lên rồi đó, thì các bạn sẽ thấy là các bạn không có đường nào để chạy luôn á. Có khi nào mình đang đào lava nó chạy lên cho mình chạy không kịp không ta? Nếu mà mình chạy không kịp mình sẽ còn một phương án cuối cùng. Cái phương án này là phương án cuối cùng luôn nha các bạn. Phương án này thật sự là mình không biết là có thành công nữa, nhưng mà đó là phương án cuối cùng rồi. Ok. Oh my god, rồi. Nó lên tới rồi các bạn ơi, mình vừa mới đai rồi, nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc các bạn. Chặt cây tiếp, các bạn thấy rồi đó, nó lên rất là nhanh, trời đã tối rồi. Các bạn thấy không, trời chỉ cần vừa tối thôi, nó đã lên muốn gần tới mặt đất rồi. Là các bạn biết là nó khó cỡ nào rồi. Nhưng mà mình không bỏ cuộc đâu bạn, tại vì mình còn cơ hội mình leo lên cái cây này đúng không? Ok, không được. Ok, cái cây đó là cây trúc hay cây tre gì đó. Rồi, bắt đầu lát rồi bạn ơi, bắt đầu nó lát lên rồi. Tại vì bây giờ ok, có đồ ăn ở đây nè. Ui, lava kìa. Oh my god, bây giờ làm sao đây? Bây giờ lava nó lên rồi các bạn ơi. Bây giờ mình...
Quay, đừng bắn nhắn ơi. Chúng kia có sắc kìa. No. Này thì nhắn. Oh my god. Wow, lava nó đang lên các bạn ơi. Ok, hình như nó đang lên rất là nhiều luôn á. Ok, bên kia có sắc kìa. Ok, có đường qua. Ấy, rồi quá, lấy sắt lên trên bờ. Nhưng mà sắt là một chuyện, còn lát nữa không có nước thì mình làm sao mà được bây giờ? Mình sẽ làm thử một lần thôi. Mình không biết là có được thành công hay không. Cái này thì mình không biết nha. Nhưng mà mình sẽ làm thử một lần. Rồi ok, sắt như vậy được rồi. Bây giờ chạy lên trên. Ui, các bạn thấy lava nó đang tăng lên không? Ok, nó đang tăng lên các bạn. Nó không có đùa đâu. Oh my god, Reaper, no, chạy. Ui giời ơi, sao mà nhỏ dữ vậy trời. Mình đúng là thánh nhỏ luôn á. Ok, từ từ, nhảy lên. À, cái gì vậy? Đọc lóc lên. Ok, zombie nó không lên được. Ok, rồi zombie nó không lên được rồi. Yes. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái bàn chế tạo mình ra. Nhanh. À, đặt bàn chế tạo mình ra đây. Rồi ok, đặt bàn chế tạo ra, sau đó mình sẽ làm một cái lò cái nồi đó rồi. Trời ơi, người ta đang gấp mà làm gì? Chết rồi. Rồi ok, bỏ này vô. Rồi. Come on, đợi tí nha các bạn, đợi tí nha. Lava nó lên chưa các bạn ơi. Lava xung quanh chưa lên. Từ từ bình tĩnh, nhanh lên. Mới có 3 cái xô rồi các bạn ơi. Trời ơi, chết rồi. Bây giờ á, mình cảm giác đằng kia, các bạn thấy sáng đằng kia không? Đó chính là cái chỗ mà lava hồi nãy đó, mình thấy càng ngày nó càng sáng lên rồi. Nó càng lúc nó càng sáng lên rồi các bạn ơi, được 4 cái rồi. Mình sẽ làm một cái xô trước. Ây da, cái con zombie đứng dưới nó đợi mình kìa. Con zombie này thiệt tình luôn á. Đừng có làm như vậy. Rồi ok, nhanh lên nào. Mình cái này là mình đang thử thách chính bản thân mình luôn, cho nên là nó hơi khó. Rồi bây giờ trời mà tối kiểu này thì thật sự khá là khó cho mình. Bây giờ mình sẽ bỏ mấy này lên đây. Khoan từ, mình sẽ cần lấy lại những cái thứ cần thôi, còn những cái chưa không cần thì mình sẽ bỏ lên. Rồi ok, bây giờ á, đủ rồi nè. Lấy lại đây. Ok, rồi bây giờ mình sẽ làm thêm một cái xô nữa. Cái xô rồi, đây, hai cái xô các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ á, lấy lại cái này cái. Ui trời ơi, không biết là như thế nào đây, không biết là có thành công không nữa. Bây giờ là mình thấy có nước đằng kia rồi. Nước, nhanh, chạy. Một xô nước trước cái đã. Come on. Oh my god, hình như mình mới thấy sáng lên. Ôi, sáng lên kìa. Mới thấy nó sáng, ôi nó sáng lên kìa. Ôi, ui, từ từ, bỏ xô nước qua đây. Rồi, ok, lấy cái xô lava nữa. Bây giờ mình sẽ xuống dưới lên lava các bạn ơi. Ok, mình thấy nó sáng lên rồi. Mình sợ quá bạn ơi, thật sự rất là sợ á, đang thử thách. Ui, đây. Lava nó đang sáng lên. Ui, từ, mình đứng á, mình nhìn á, zombie nó phang mình cái là mình rớt dưới luôn nha các bạn. Cho nên là đừng có đứng ở đó mà nhìn. Đừng có, tốt nhất là đừng có đứng nhìn nha các bạn. Rồi, ok. Giờ á, lava có nhiều lắm mà, sao mà. Ơi, chạy nhanh đi chứ. Chạy nhanh đi bạn ơi. Ok, lava như vậy cũng chưa tới nổi đâu các bạn ơi. Chưa tới nổi đâu, nên là đừng có sợ. Oh my god, ui nó lên nơi luôn rồi. Chết rồi, xung quanh mình chỉ toàn là rip bro, được không? Sao được? Ây da, từ. Này thì zombie, đi theo anh làm gì hả? Ok, đi theo anh làm gì? Đúng rồi, bắn nó đi, đúng rồi, hay quá. Rồi ok, bây giờ á, là có lẽ mình sẽ núp ở đâu đó. Mình đợi lava nó lên cái đã các bạn. Nó lên một vài tầng thôi. Rồi sau đó mình lại tiếp tục mình lấy lava. Mình đang cần lava mà gặp mấy con này nó phá đám thì các bạn. Thực sự cực kỳ là cay luôn á. À đúng rồi, khoan, mình sẽ không đợi đâu. Nếu mà mình đợi là mình sai lầm khi đợi nha các bạn. Đừng có đợi nha. Các bạn đừng có đợi. Ở đây có lava nè. Ở ra cái con gì bắn mình quyết à. Ok, đây có lava đúng không? Đây có lava nè. Đấy, thấy chưa? Đừng có nói. Mình nói rồi, đừng sai lầm khi đợi mà. Rồi zombie. No. Đừng hại tôi. Đừng hại tôi bạn ơi. À, sáng rồi, hạnh phúc quá. Trời sáng rồi. Oh my god, nó lên luôn kìa. Rồi, từ. Bây giờ mình sẽ làm thử nha. Mình không biết là mình làm thành công không. Nếu mà không làm thành công là coi như là vứt luôn các bạn ơi. Mình định làm một cánh cổng địa ngục. Nhưng mà nói chung là khoan từ từ, lên. Rồi, lên. Nhưng mà cái này là mình không biết nha các bạn. Mình chưa bao giờ làm lần nào luôn á. Mình chỉ thấy mấy bro làm thôi. Cho nên còn là mình làm sai á thì cũng không biết là như thế nào. Rồi bây giờ mình thấy người ta làm như vậy nè. Người ta đổ lava vô các bạn. Sau đó người ta đổ nước lên. Rồi ok, mình không biết đúng không nữa. Đấy, thấy chưa? Rồi ok, nhưng mà mắc lava. Trời ơi các bạn ơi, cái cổng obsidian kia. Oh my god, khoan từ từ đi. Ok, lấy lava. Có lava rồi nhưng mà nước đâu? Nước đâu? Nó tràn hết nước rồi. À nước đây. Nước đây. Lấy. Ui mấy anh bro ơi, mấy anh làm sao làm, mấy anh giúp giùm em cái. Đấy, rồi lấy nước. Oh my god. Ơi nước. Trời ơi, cái này bấm sai quá các bạn ơi, bấm sai quá. Lava nó đang lên. Ôi, dây option quá trời luôn nè các bạn thấy không? Đó, mình đổ vô. Ôi, chơi nhau à. Chơi nhau các bạn ơi, nó chơi mình. Oh my god.
Rồi bây giờ cái này làm sao nữa? Ôi khoan, cái này giờ làm sao nữa ta? Ok, bây giờ á là mình sẽ đổ lava vô đây, rồi sau đó mình đổ nước vô. À, oh my god, sai rồi. sai rồi. Phải đổ đúng vô các bạn ơi. Oh my god, lấy lava lại. Rồi, cái đó, thấy chưa? Nói chung là mình không có biết làm thề với các bạn luôn. Mình chưa làm bao giờ luôn á. Cho nên là cái cách mình làm nó cùi lắm các bạn, nó cùi lắm. Rồi ok, thấy không? Các bạn thấy rồi, cái cánh cổng địa ngục của chúng ta sắp hoàn thành rồi. Ây da, cái gì vậy? Rồi ok, cái này nó bấm hơi sai tí, rồi tiếp tục. Khoan, lộn. À, đặt ở đây nè, sau đó đặt nước lên. Đấy, rồi ok, lấy lại nước. Rồi cái này nếu mà mình làm không được thì các bạn cũng thông cảm nha, tại vì mình không có pro, mình không có biết làm, không có giỏi mấy cái vấn đề này. Cái vấn đề này là mình chưa từng làm bao giờ luôn, mình mới là đầu tiên. Ơi mà nhưng mà bây giờ là mình hết sắt rồi. Hồi nãy có sắt mà mình không đào, bây giờ hết sắt rồi. Vậy bây giờ làm sao mà được trời? Sai rồi, kệ nó đi, mình cứ làm vậy đi. Ây da, bắt đầu cháy rồi đó bạn ơi. Bắt đầu đang cháy rồi đó. Ây da, nước. Trời ơi, xem tí. Nước bây giờ là rất là cần thiết luôn á. Không thể nào mà hạ mắt được. Ơi, nhưng mà mình làm kiểu này rồi, lát mình làm sao được nữa ta? Khoan nha, từ. Bây giờ á, mình đổ lava, mình đổ nước ở đây. Đổ lava vô đây, sau đó mình đổ nước ở đây. Đấy, rồi ok, lấy lại nước. Đấy, thấy chưa? Cũng gọi là gần hoàn thành thôi chứ bộ. Chứ không phải giỡn đâu. Đó, cứ vậy mà làm thôi bạn ơi. Cứ vậy mà làm thôi. Đó, làm sao mà nó chừng nào nó thành công thôi. Ấy. Ok, lava thì nó cứ ở dưới đó. Từ đổ tầm bậy bạ nguy hiểm lắm nha. Rồi ok, đứng lên. Rồi ok, tiếp tục. À mình ui nó lên rồi kìa. À đổ lava ở đây. Rồi đổ nước. Ấy! Ui rồi ui. Cái này tức thiệt các bạn à. Mình sẽ làm một cái cầu thang. Đó, đang thử thách nha các bạn. Cho nên là ngu người là cái chuyện bình thường thôi. Rồi ok, tiếp tục. Mình sẽ ây da. Mình bấm cái bấm lộn kia các bạn ơi. Cay quá. Ok, rồi lên lẹ. Rồi ok, đổ lava ở đây. Rồi đổ nước lên. Đấy. Ôi, sao nó tạo ra đá là sao? Chơi nhau à? Rồi ok. Đó, mình chỉ biết làm đến đây thôi. Còn đến cái làm mà hoàn thành thì mình cũng chưa biết làm đâu. Nói chung là bây giờ mình không hoàn thành được đâu, mà mình đang cố gắng mình làm thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đổ đây. Đó, đây là cái cách mà để các bạn gọi là hả, tạo ra cánh cổng địa ngục dễ nhất mà không cần phải có kim cương nha các bạn. Ok, bây giờ là mình sẽ đổi gỗ ra. Mình sẽ đổi mấy cái gậy này ra. Khoan từ từ, đổi gỗ ra cái đã. Rồi ok, mình cần làm một cái mà các bạn ai cũng biết hết, nhưng mà bây giờ mình tìm không ra. À đây. Ui, mình cần làm một cái sản. Đây rồi, làm một cái sản. Đấy, từ từ khoan, sản gỗ. Đấy. Rồi ok, đó là mình cần làm một cái thuyền, nhưng mà mình sẽ làm nhiều một tí. Lỡ tí nữa mình bị cái thuyền mình bị hư á thì mình còn làm được. Mình không biết là cái thuyền này khi mà xuống lava nó có bị cháy hay không nha. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Trời ơi các bạn ơi. Ui, cánh cổng địa ngục của mình nó đang bị hư từ từ. Mình sắp hoàn thành được cánh cổng địa ngục luôn các bạn thấy chưa. Nhưng mà giờ không làm được rồi, hết làm được rồi. Xui rồi. Hơi nhỏ anh tí. Rồi ok, nhưng mà không sao bây giờ á. Là nói chung là cái cách làm địa ngục của mình là các bạn cứ làm vậy là được. Nhưng mà hồi nãy như mình có làm sai một vài thứ, tại vì mình để cái block nó cắt ra như vậy các bạn. Tí nữa mà khi mình đổ lava vô thì mình đổ nước vô thì không biết. À được, làm được các bạn. Nhưng mà mất thời gian lắm. Đó, cái cách của mình là như vậy. Rồi nhưng mà bây giờ thì thôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi lava nó dâng lên cao lên thiệt là cao thôi. Chứ bây giờ làm sao bây giờ các bạn? Dạ, nó đang dâng lên từ từ rồi các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ á, nó dâng lên lâu quá các bạn. Sao nó dâng lên cái chỗ của mình nhanh mà sao nó dâng lên nó lâu thì chứ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhảy xuống. Mình sẽ coi là thật sự mình có được tồn tại nổi hay không. Khi mà mình sử dụng cái cách này nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt cái block này đây. Ui rồi ok. Nhảy xuống. Ai. Bình tĩnh các bạn ơi, bình tĩnh, cái gì nó cũng phải bình tĩnh. Ấy. Rồi nhảy xuống. Ấy. Rồi ok, tại sao mình lại nhảy xuống? Đó, là lý do là vì mình muốn á là đặt cái thuyền xuống để xem coi cái thuyền nó có bị cháy hay là không. Đó, bây giờ mình sẽ đặt cái thuyền xuống rồi được không? Ok. Ui sao đặt không được à? Ui! Đã không được rồi, cách của mình không được rồi các bạn ơi. Cách của mình không ổn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đặt thêm một block nữa. Ok, bây giờ mình sẽ xuống dưới đó. Ok, rồi, bây giờ đặt cái thuyền xuống rồi được không? Ôi, nó chìm thuyền luôn rồi. Trời, ẩn hả? Ok, oh my god,
Ơi khoan, từ từ. Nếu mà như vậy bây giờ mình sẽ đặt cái thuyền ở đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt thử cái thuyền ở đây nha. Để xem coi là tình hình như thế nào. Rồi ok, ok, từ từ, khoan, mình khóa cái này đi. Tại vì á nó sẽ lên thêm một lốc nữa. Đây mình sẽ đặt cái thuyền ở đây. Rồi ok, mình sẽ ngồi lên cái thuyền. Đấy, mình sẽ ngồi lên cái thuyền. Rồi sau đó mình bơi ra. Ok. À! Không được rồi các bạn ơi. Rồi xong luôn rồi, mình đã bị dính trong lava luôn rồi các bạn ơi. No. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu các bạn thích video này hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. Thật sự mà nói với các bạn luôn á, là cái thử thách này nó khó quá các bạn à. Không thể nào mà được. Mình nghĩ á, là cái thuyền nó sẽ lên được, nó sẽ trợ giúp mình ngồi ở trên được lava. Nhưng mà thực ra là không phải. Cái thuyền mà lên vô dính vô lava là nó cháy cái thuyền luôn các bạn ơi. Cho nên là không thành công rồi các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.